Dạ thưa quý vị cô bác anh chị, bây giờ em sẽ đi phóng sanh, đi tôm tép mà bị bẫy te chích điện á, thì em sẽ đi giải quyết trong ngày hôm nay. Dạ hôm nay em đi phóng sanh giải cứu những loài sinh vật bị bẫy te, thì cứu những cái con này á sẽ không thể dẫn rái cá đi được, bởi vì nó sợ âm thanh, nó sợ con người, nó là rái cá hoang dã nên nó tránh tiếp xúc với người. Bây giờ trước khi đi thì em cho nó ăn đồ ăn ở nhà. Đây là những tôm tép mà em mua được từ chỗ đi te đó. Dạ, nhìn làm ngon hấp dẫn vậy nhưng mà không phải cho em ăn đâu ạ. Cho nó ăn đó à. Đó, Honey lát đi ăn nữa nè. Ê, cái đào. Rồi Honey chê luôn. Honey con chê luôn hả Honey? Khinh thường quá hả? Honey không có thích ăn. TT stand up. Dạ. TT thì cực kỳ thích ăn đồ ăn của em làm cho em ấy. Dạ. Anh này không có đút mỏ vô con, không cho phép là không có được. Dạ. Những con tôm tép bị chích điện chết thì em mua về, em lựa lần nữa. Những con sống thì em trả nó về tự nhiên, con chết thật sự trắng mình luôn á thì em sẽ đem ram lên để làm đồ ăn cho rái cá. Dạ em ăn chay trường thưa các anh chị, vì lòng từ bi thì em sẽ ăn mặn cho vui với mọi người nếu mà mời em. Còn bình thường em sẽ ăn rau củ quả, em ăn chay. Ăn chay thì mới có được tình yêu thương chân thật, mới được các loài vật yêu quý. Dạ, chứ không thôi thân thể của mình tanh hôi cái mùi động vật á. Do mình ăn thịt nhiều thì cái mùi mồ hôi của mình á, nó tiết ra những cái chất khiến cho các loài vật nó có khứu giác nhạy cảm nè. Nó sẽ dị ứng, nó sẽ xa lánh mình. Thì tôi ăn đi, ăn rồi nghỉ ngơi. Hôm nay tôi đi tới chiều. Giải cứu tôm tép đi te không có ti ti đi được đâu con, nên chiều tối là trả ti ti về nhà, rừng của ti ti ở, sáng sớm mà rước ti ti về. Nếu mà đi phóng sanh thì cho ti ti đi theo, còn không thì ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn no sung sướng. Vô khu bảo tồn của mình ở. Hình như người ta tới rước. Không. Yeah. Stand up. Tôm tép ram rất là vừa ăn, ngon miệng, có đường, có muối, không bột nêm, bột ngọt, có tỏi, có tiêu, dạ, có gừng nữa. Bởi vì con người ăn đồ ăn của con rái cá nên bây giờ em cho con rái cá ăn đồ ăn của con người. Mà ti ti thì nó thích cái mùi vị thức ăn mà em làm ra cho nó lắm, nên em cho nó ăn tôm tép sống mà bị chết á, nó cũng không thích bằng. Tôm tép luộc nó cũng không thèm luôn, nó thích tôm tép ram em làm. Dạ, ăn ngon vậy, ngon quá phải không? Ăn say sưa luôn mà. Đấy, cái mặt dính miếng gừng kìa. Nó không thích mình đụng lên mặt của nó đâu nha. Quý vị nuôi đá cá thấy mặt nó cưng cưng muốn nựng nựng nó, nhưng là nó không có thích là nó không có cho đâu. À, nữa không? Rồi, ăn đi. Thêm một con nữa thôi nha. Rồi, nhả ra rồi đó. Giờ bắt đầu lấy đồ ăn làm đồ chơi đó.